AFKMobi, vào ngay đi chờ gì. AFKMobi, bao game chất lượng chơi ngay không phải nghĩ. AFKMobi. Epic Quest: Dungeon Crawler đưa game thủ vào cuộc hành trình chiến đấu đánh bại các kẻ thù đến từ vùng quốc bóng tối một cách nhàn rỗi. Đến với game, bạn sẽ được trở thành một người anh hùng và bắt đầu cuộc hành trình chiến đấu tiêu diệt những kẻ thù đến từ vương quốc bóng tối một cách vô cùng nhàn rỗi và đơn giản. Khi đó bắt đầu game, người chơi sẽ cần phải chọn một trong các class để khởi tạo nhân vật của mình và để bắt đầu cuộc hành trình chiến đấu. Lúc này nhân vật sẽ được tự động di chuyển và chiến đấu tiêu diệt kẻ thù. Thông qua việc tiêu diệt các kẻ thù thì nhân vật sẽ được tích lũy điểm kinh nghiệm thăng cấp, và những kẻ thù khi bị tiêu diệt còn rơi ra tiền xu vàng lẫn tài nguyên, hoặc đôi khi là còn rơi ra cả trang bị để nhân vật sử dụng. Tiền xu vàng và các loại tài nguyên này sẽ được sử dụng trong những công việc là học các kỹ năng, nâng cấp các ưu trang bị, xây dựng và nâng cấp các công trình. Các công trình này sẽ tự động tạo ra tài nguyên, còn về các kỹ năng thì bạn có thể chọn bật tính năng tự động sử dụng cho từng kỹ năng. Bên cạnh đó, game thủ có thể kiếm về tiền xu vàng, tài nguyên và trang bị thông qua hoàn thành các mục nhiệm vụ. Chỉ độc quyền ở AFKMobi, mini game tuyệt vời hoang mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bí. Quá tới thế cao, cho nhiều quá đi, vậy còn chờ chi?